Xin chào quý khán giả Sài Gòn trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog chiều thứ hai. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục cập nhật thông tin về ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường và những tin tức khác. Và như thường lệ, Xuân Mỹ không để mọi người chờ lâu, Xuân Mỹ sẽ vào ngay tìm kiếm kênh YouTube Hồ Văn Cường Official ha. Mọi người vào trang chính của YouTube và mọi người thấy cái dòng tròn tìm kiếm ha. Trên bên phải bên tay phải của mình nhìn vào màn hình đó thì đây, Xuân Mỹ có vừa mới tạo, người ơi đừng bỏ qua nha. Mỗi một ngày là Xuân Mỹ tạo mới như vậy để mọi người dễ tìm kiếm, và YouTube đề xuất đây nè. Chúng ta gõ vào người ơi đừng bỏ quê. Thì như Xuân Mỹ cập nhật trưa nay, người ơi đừng bỏ quê đã lên 2 triệu 2 rồi ha, 2 triệu 2. Chiều nay là 2 triệu 229 ngàn. Ba con số 2 luôn. Rồi chưa là 2 triệu 200 chín mươi mấy ngàn, giờ 2.200.000 đây đó cả nhà. Hai triệu 229.000, lên thêm được mười mấy ngàn nữa ha. Bây giờ coi đây kênh của thì đèn quá nhưng làm sao quên khúc dân ca. Kênh vẫn là 159.000 người đăng ký ha cả nhà. Xuân Mỹ rất là mong mọi người đi đâu xa gần nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cường. Mỗi một lần mà Xuân Mỹ đi uống cà phê với bạn bè thì Xuân Mỹ đều lấy điện thoại của bạn mở lên tìm YouTube Hồ Văn Cường Official đăng ký. Mình sử dụng điện thoại của bạn mình đăng ký luôn cho Cường cả nhà. Một ngày thêm được vài người trong nhóm bạn bè của mình, thêm được hai ba người đăng ký sub cho Cường cũng là góp phần. Mà một trăm người như Xuân Mỹ làm như vậy thì tăng lên thêm bao nhiêu sub thì cả nhà nghĩ ha. Rồi bài đèn khuya chiều nay được 912.000 lượt rồi, đây còn 88.000 lượt xem nữa là lên triệu view ha. Bài cổng mẹ thì 889 lên được ngàn lượt xem nữa đó cả nhà ơi. Hai bài này cả nhà nghe MV người ơi đừng bỏ quê xong rồi chọn đèn khuya rồi chọn cổng mẹ, bài nào lên triệu view cũng được ha cả nhà. Nhớ ha, Hồ Văn Cường Official, phản phất bóng dáng của doanh nhân Nguyễn Đức Thị. Khi mà chúng ta đăng nhập, chúng ta vào YouTube chúng ta tìm kiếm Hồ Văn Cường Official thì sẽ có phản phất bóng dáng của doanh nhân Nguyễn Đức Thị, bởi vì khai sinh của kênh này là đã mang tên là Hồ Nguyễn Đức Thị rồi ha. Một cái thương hiệu cá nhân cũng doanh nhân có tâm nữa, với doanh thu tập đoàn nghìn tỷ, mà dám lấy cái thương hiệu cá nhân của mình ra để mở một kênh YouTube chỉ up bài hát của Cường, sau đó chuyển giao cho Cường, là một cái tình yêu hết sức là to bự luôn. Tình yêu hết sức là to bự của một người cha miền Bắc, một doanh nhân có tầm dành cho Cường ha. Món quà đó to lớn lắm cả nhà ơi, món quà quý luôn. Với vài chục triệu thì chúng ta có thể bỏ tiền ra chúng ta mua một cái kênh YouTube 10 triệu, 20 triệu tùy cái lượng sub. Chúng ta có thể mua một kênh YouTube, nhưng mà thật sự mà nói nó cũng là một kênh truyền thông kiếm tiền. Nhưng mà đây, cái kênh này nó rất là có giá trị, bởi vì một người mà người dám, một người làm ăn lớn như vậy mà dám bỏ cái tên thương hiệu cá nhân, lấy cái tên mình ra bảo đảm cho một kênh YouTube để đánh dấu sự trở lại của Cường thì phải nói là cái món quà rất là quý. Nên rất mong mọi người nếu yêu thương Cường thì hãy vào đây truy cập đúng kênh này nghe nhạc, tăng view. Mỗi một chiếc view tặng cho Cường thì Xuân Mỹ nói rồi, khán giả mỗi một chiếc view tặng cho Cường là giúp cho Cường có một thêm một chút doanh thu, và qua đó thì cảm ơn. Cảm ơn, gửi một lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến anh Nguyễn Đức Thị. Gián tiếp, trực tiếp nghe nhạc ở đây thì là tặng những cái chiếc view tặng cho Cường có doanh thu, và đồng thời gián tiếp gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Đức Thị, bởi vì giúp cho kênh tương tác nhiều hơn trên nền tảng YouTube ha cả nhà. Rồi đó là nền tảng YouTube. Giờ Xuân Mỹ vào trang fanpage cũng nhắc lại, trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage với cái lượt thích là 6.500 lượt thích và 12.000 người theo dõi, với cái email làm việc là khinh thác.hovancuong@gmail.com ha. Bầu show cá nhân nghệ sĩ muốn trao đổi liên quan đến công việc âm nhạc thì gửi mail đó.
và hai thông tin hai show diễn 17 tháng 12 và 1 tháng 1. À, Xuân Mỹ xin đọc luôn số Zalo và cập nhật vé cho mọi người. Số Zalo của Xuân Mỹ là 0913 136 109. À, khán giả muốn book vé xem show thông qua FC miền Nam thì gọi cho Xuân Mỹ, Xuân Mỹ sẽ kết bạn Zalo và sẽ chuyển giao cho mọi chuyển kết nối mọi người đến FC ha. Và Xuân Mỹ xin vào luôn phần vé của show 1 tháng 1 trước ha. 1 tháng 1 thì như Xuân Mỹ cập nhật với mọi người là còn 157 vé trên sơ đồ vé. Trên sơ đồ vé ha. Đây, poster 1 tháng 1 chưa thay đổi, là có một mình Cường thôi, chưa có khách mời gì hết. Rồi đây, mình Cường chắc lần này hát 15 bài nữa quá cả nhà. 15 bài ha. Rồi, đây sơ đồ vé nè. Sơ đồ vé này thì còn 157 vé nha cả nhà. 4 vé đủ hết, 4 loại đủ hết. À, vé đỏ 1.2.000, vé vàng 950, 650 và 450 vẫn còn đủ ha. Đó, 4 loại vé. Rồi, Xuân Mỹ có hỏi phòng trà Bến Thành thì bên phòng trà trả lời là tới giờ phút này thì phòng trà đã bán được 2/3 vé rồi, 2/3 vé của phòng trà. 2/3 vé thì nó cũng tầm phòng trà đó là 280 cả nhà. Mà 2/3 vé thì cũng là chồm chèm 200 rồi đó. Hy vọng phòng trà nó hy vọng sao nào sớm để mọi người cùng vui. Phòng trà cũng vui mà fan cũng đông vui luôn ha. Rồi ai chưa mua vé mà sắp xếp thời gian đi show được thì nhanh chóng đặt vé ha. Phòng trà Bến Thành thì còn 2 tuần nữa. Còn show của May Đà Lạt thì gần 1 tháng nữa. Đó, hôm nay là ngày 4 rồi. Ngày 4 rồi. Đó là nói về vé cũng như hôm nay thì Xuân Mỹ cũng thấy phòng trà Bến Thành đăng cái tút mới rồi nè. Đây, mới nhất. Cách đây 4 mấy phút đó. Đó. Mình PE cho phòng trà chút xíu để lần sau họ mời Cường nữa ha. 17 tháng 12 mini show Hồ Văn Cường, khách mời Phương Ý, cậu út nhà xanh chuối Hồ Văn Cường trở lại sân khấu phòng trà Bến Thành. Hồ Văn Cường không chỉ sở hữu diện mạo ngày càng trưởng thành mà giọng hát cũng nhiều chiêm nghiệm hơn. Sự giản dị gần gũi không cầu kỳ mà lắng động trong cách hát của cậu út đã đưa người nghe trở về những hoài niệm cũ, từ khúc hát ân tình nửa đêm ngoài phố, đêm tâm sự cổng mẹ. Hồ Văn Cường sẵn sàng lấy cạn nước mắt của người nghe. Đặc biệt đêm nhạc có sự góp giọng của khách mời Phương Ý. Bạn mong chờ màn song ca nào của cậu út giữa cậu út Gò Công và nàng thơ Bolero, hãy nhắn tin vào trang fanpage đặt chỗ nhé. Xuân Mỹ nghĩ chắc là song ca bài Hương Tóc Mà Non ha cả nhà. Từ sớm chợ xuôi về gì đó, ngồi một mình trên chiếc xuồng con, anh nhìn hoài trên đám mạ non. Sao không đi tiếp, anh còn đợi ai hả cả nhà. Rồi 20 giờ ngày 17 tháng 12 ha. Ngày 26 tháng 8 thì Cường hát ở phòng trà Bến Thành và có một cái bị một cái vụ cưỡng hôn đình đám ha. Lần này không biết là có lặp lại. Không biết là các cô nữ sinh có lặp lại cái vụ cưỡng hôn đối với anh Cường hay không. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ thì ổng đã có phòng thủ rồi, ổng phòng thủ rồi không. Hôm show 3 tháng 11 ở nhà hát thanh niên là Xuân Mỹ thấy là có vẻ phòng thủ rồi ha. Nhưng mà hy vọng có những cái tình tiết khác dễ thương hơn. 26 tháng 8 4 tháng, coi như là tới 17 tháng 12 là gần 4 tháng thì mọi người sẽ gặp lại. Theo Xuân Mỹ nắm thì phòng trà Bến Thành, bên admin của phòng trà Bến Thành cũng cho biết là phòng trà Bến Thành cũng vừa mới phòng trà Bến Thành cũng mới vừa sửa chữa chỉnh trang lại dàn âm thanh của mình. Hy vọng đợt này mọi người sẽ nghe hay hơn ạ. Hy vọng là lần này nghe hấp dẫn hơn hay cả nhà, bởi vì cũng gần Noel rồi. Cả nhà có muốn nghe nhạc bài hát nào về Noel được không? Vì bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel.
năm nào chúng mình có nhau. Đoán đi cả nhà ơi, và yêu cầu đi, yêu cầu. Bởi vì là Xuân Mỹ biết là Cường đang tập luyện đó cả nhà. Cường đang tập luyện cái clip nhạc cho show 17 tháng 12 và 1 tháng 1. Và Cường nói là con sẽ cố gắng tập luyện để có một cái đêm diễn hay nhất, tuyệt vời nhất mang đến cho khán giả. Mọi người chờ Xuân Mỹ chút xíu nha. Rồi mọi người ơi, Xuân Mỹ trở lại. Cường hứa hẹn sẽ mang đến những cái tiết mục đặc sắc cho mọi người ha, trong show diễn 17 tháng 12 và 1 tháng 1. Rồi đó là nói về show diễn. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang đại học Hoa Sen nha cả nhà. Như vậy là phòng trà Bến Thành đã xác nhận có đầu tư sửa chữa phần âm thanh, chỉnh trang phần âm thanh cho đẹp, cho hay hơn. Hy vọng mọi người nghe hay hơn ha. Bên Đại học Hoa Sen hôm nay họ cũng đã cập nhật Hello December, chào đón lễ hội đặc sắc cuối năm nha. Đây, Merry Christmas, Merry Christmas and Happy New Year của Đại học Hoa Sen nè. Cũng cập nhật cái ảnh bìa đó. Nôn nao quá cả nhà ơi, ăn Noel xong rồi tới Tết Dương Lịch đó. Theo nguồn tin Xuân Mỹ nắm được thì cái ngày 17 tháng 12 á, chị Hà ở bên Mỹ, chị đáp xuống sân bay Đà Nẵng, xong chị lấy vé của từ Đà Nẵng bay vào thành phố Hồ Chí Minh luôn để xem cái show 17 tháng 12 đó cả nhà. Là như là chị xem được hai show đó, show 17 tháng 12 và show Đà Lạt, May Đà Lạt đó cả nhà. Phê, đúng là phê ha, xem được hai show, thích thú gì đâu, chuyến kỳ nghỉ về quê đâu phải lúc nào cũng xem được nhiều show đâu cả nhà. Nhân chuyến này về quê, nghỉ ở bên Mỹ là nghỉ lễ Noel với Tết Dương Lịch là chính đó. Rồi Xuân Mỹ coi cái workshop, Xuân Mỹ nhắc lại cái workshop cho cả nhà nghe. Cái workshop hôm nay là ngày mai nè, là nói về quản trị, nói về quản trị kinh doanh, nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng là ngày mai ha. Rồi một cái workshop đã diễn ra là nghệ thuật canvas thì cảm xúc có màu gì. Vừa qua thì chiều ngày 3 tháng 12 là chiều thứ bảy vừa rồi, ở tại số 8 Nguyễn Văn Tráng thì cũng có diễn ra cái workshop cảm xúc có màu gì. Nếu cuối tuần workshop này các bạn sẽ vẽ tranh cùng với ban tổ chức, sử dụng sắc màu, đường nét vẽ, mà bạn còn có thể khám phá sâu hơn về cảm xúc của lòng mình. Đây, chiều thứ bảy vừa rồi cả nhà ha. Đó rồi, bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang trang Hồ Văn Cường Fan Club ha, trang dành cho fan. Bạn để vô trang của các bạn quản trị viên có thả thính gì không, Xuân Mỹ đọc cho mọi người nghe. Các bạn này thả thính nhiều câu dễ thương lắm, nhiều câu cũng cô te phô mai que. Các bạn ấy là chúc mừng ngày hôm qua các bạn chúc mừng cái ca khúc của anh Sơn và Cường lọt top trending 29. Cái này ca khúc Song Ca Hàng Mặt Tử được đăng bên bên kênh của Ngọc Sơn Production á, chứ không phải đăng kênh Cường, bên kênh anh Sơn nhưng mà có Cường Song Ca. Rồi Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club nha. Đây, mọi người nhớ nhà hát Âu Cơ hả? Bên này thì cũng Xuân Mỹ thấy bên trang phía Nam á nè, cô Huệ Nguyễn FC đăng trên trang Hồ Văn Cường FC miền Nam. Cường ơi, quà của hai show 17 tháng 12 và 1 tháng 1 cô Huệ đã chuẩn bị cho con rồi. Nhưng cô lỗi hẹn với con và gia đình xanh chuối rồi con ạ. 17 tháng 12 cô bận nên không vào được. Bao lì xì cô sẽ trao cho con vào ngày 1 tháng 1.
hẹn gặp con và gia đình 1 tháng 1, gia đình xanh chuối tại ngày 1 tháng 1 tại Mây Đà Lạt nhé con nhé. Cô chúc con hai đêm diễn thành công rực rỡ. Và đây là hai cái bao lì xì, bên trong là phần quà không chưa được bật mí, vẫn còn bí ẩn ha. À, có quà là mừng rồi ha. Cô ấy hẹn Cường show 1 tháng 1 sẽ gặp nhau và gửi phần quà đó cho Cường. Đó là một cái tấm lòng của một fan ở xa. À, cô đó ở Hà Nội. Hai cái phong bao lì xì này, Xuân Mỹ nhớ cái bao lì xì mà cũng cái này cũng hồi 3 tháng 11 cổ cũng để một phần mà không có công bố đó cả nhà, không bật mí cái số cái ruột bên trong. Rồi đó là quà mới của fan đăng ở bên trang Hồ Văn Cường FC miền Nam. Còn lại thì mọi người vẫn kêu gọi cài view ủng hộ Cường ha, cố gắng nghe nhạc ủng hộ cài view. Rồi đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn chia sẻ với mọi người liên quan đến show diễn, liên quan đến vé. Như vậy là phòng trà Bến Thành đã thông tin là vé đã bán 2 phần 3 sức chứa của phòng trà ha, 2 phần 3, ở đó thì khoảng tầm 280, 290 gì đó. Như trước giờ thì mọi người cứ chia ha, 2 phần 3 là bao nhiêu, nó cũng tầm 200 rồi đó. À, bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin xã hội. Chuyển sang tin xã hội ha. Một cái vụ xe hơi hút đổ tường của một cái nhà ở trong khu phố cổ Hà Nội. Rạng sáng nay, tin được đăng trên báo Vietnamnet, rạng sáng nay một nữ tài xế lái ô tô Mercedes màu trắng đã hút đổ tường ngôi nhà cổ trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm đó thì vào lúc khoảng là 3 giờ sáng. Sáng nay nè, 3 giờ sáng ngày 4 tháng 2 nè cả nhà, ở phố tại số nhà 47 Hàng Bạc. À, thời điểm này thì ô tô Mercedes màu trắng biển kiểm soát của Hà Nội luôn lưu thông theo hướng Hàng Bạc đi Hàng Ngang, Hàng Đào, đi đến trước số nhà 47, ô tô bất ngờ lao vào nhà ngôi nhà ở phía trên. Vụ việc khiến bức tường gạch của phía ngoài đường nhà số 47 Hàng Bạc vỡ vụn, đầu của Mercedes hư hỏng mắc kẹt trong đống gạch. Được biết đây là ngôi nhà cổ nhất phố cổ Hà Nội, xây dựng từ năm 1880, đặc trưng là có lối đi ở chính giữa, mặt tiền nhô cao và đặc biệt là không có vỉa hè. Ngôi nhà này có nhiều hệ thống, có nhiều thế hệ gia đình sinh sống và những năm qua một số hạng mục đã xuống cấp, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa và đồng thời chống đỡ phần mái nhà để tránh đổ sập. Lực lượng chức năng xác định tài xế gây tai nạn là nữ giới. Sáng nay thì tài xế đã đến cơ quan chức năng trình diện. Đây là phố Hàng Bạc, là phố chuyên bán đồ bạc cả nhà. Xuân Mỹ cũng có được bạn tặng một món bạc, bạc bạc đen á, bạc đen của Thái Lan, mua trên phố Hàng Bạc này nè. Đó cả nhà thấy chiếc xe hơi không? Và ở đây nè, đó, chiếc xe hơi hút đổ vô cái bức tường, đổ luôn. Một vụ tai nạn chỉ gây thiệt hại về bức tường của một ngôi nhà cổ ha. Cổ thiệt, 1880 tới giờ là cổ rồi. Qua mấy thế kỷ rồi đó. 3 thế kỷ rồi đó. Rồi một cái tin nữa Xuân Mỹ muốn chia sẻ với cả nhà. Công an huy động 100 người chữa cháy một cái tiệm tạp hóa, tin cũng được đăng trên báo Vietnamnet. À, khoảng 8 giờ 30 phút sáng sáng nay 4 tháng 12, ông ếch tổ dân phố 6 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tin này, vụ cháy này diễn ra ở Đắk Lắk. Bất ngờ phát hiện đám cháy từ nhà hàng xóm, đám lửa từ phía sau nhà nhanh chóng lan lên phía trước và cháy sang hai căn quán ăn cà phê bên cạnh. Phát hiện có đám cháy phía đối diện, lãnh đạo showroom Hyundai Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ nhân viên sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy sang ứng cứu. Lúc này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Đắk Lắk nhận được thông tin đã triển khai nhiều xe chữa cháy đến dập lửa. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn quán tạp hóa, hai hộ bên cạnh cũng ảnh hưởng nặng nề. Theo ông ếch, khu vực phía sau nhà được chủ cửa hàng cho một người làm
chổi đót thuê, đám cháy có thể phát nguồn từ khu vực này. Rồi cả nhà ơi, thiệt hại chắc tiền tỷ quá. Đây là đây nè cả nhà, tiệm tập quá cháy rụi hết trơn rồi nè, công an đang xác minh nguyên nhân vụ cháy nè. Đó, xin chia sẻ với người dân ha, Tết nhất tới nơi rồi mà cháy xảy ra rồi, hàng họ gì nữa là tiêu hết rồi, coi như cháy là coi như mất vốn luôn rồi đó. Mà nếu mà có mua bảo hiểm cháy á thì mới được bảo hiểm bồi hoàn, chứ còn nếu không mua bảo hiểm là coi như mất luôn tiền vốn, phải mua lại hàng khác nữa cả nhà. Rồi đó là thông tin Xuân Mỹ muốn chia sẻ đến quý khán giả vào chiều hôm nay. Một lần nữa Xuân Mỹ xin chúc mừng kênh của cậu Út Gò Công, MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê tăng lên thêm chút xíu nữa, 2.220.000 ha, thêm tức là từ lúc mà nó cắn mốc 2.200.000 lượt xem tới giờ thì tăng thêm được 20.000 nữa. Và cái MV cái bài Đèn Khuya nó cũng sắp, bài hát Đèn Khuya cũng sắp cán mốc 1.000.000 rồi. Và có khán giả công bố thêm quà cho cậu Út ở show 17, và vé của show 17 tháng 12, 1 tháng 1 cũng được bán ra thêm nữa. Đó là một cái tín hiệu vui của buổi chiều hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Like ở dưới ngón tay cái dưới bên trái video thì không mất tiền, chỉ mất thời gian ấn vô cái ngón tay cái đó thôi, tạo động lực cho Xuân Mỹ ra những video tiếp theo và tăng tương tác giữa Xuân Mỹ với khán giả trên YouTube. Còn lại thời gian mọi người nhớ là vào YouTube ủng hộ kênh YouTube Hồ Văn Cường Official ha, và chia sẻ càng nhiều trang fanpage. Ai mà nói là không liên lạc được với Cường thì mọi người nhớ ha. Đây rồi, Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa chiều ngon miệng, ấm áp bên gia đình người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào ạ.